Để tiếp tục buổi giải đáp ngày hôm nay, xin mời Phật tử Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo cư ngụ ở Đắk Lắk lên hỏi ạ. Vị chuẩn bị là chị Phạm Thị Quyên cư ngụ ở Bình Chánh. Dạ con chào soạn giả ông nhân, con xin hỏi 10 câu ạ. Câu thứ nhất, ở trái đất này lập ra đạo để làm gì ạ? Trái đất này là lập ra đạo để đáp ứng cho những người nào mà có cái tưởng nhiều tay vô ta tu. Vì thế mà đạo trên trái đất này nó có 4 cái. Ai mà tưởng muốn lên trời ở thì tu đạo trời, ai muốn làm thần đạo thì tu đạo thần. Ai muốn làm tiên tu đạo tiên, ai muốn giải thoát tu đạo Phật. Đó để đáp ứng cho những cái tưởng của con người. Ai muốn tưởng kiểu nào, nếu không có đạo thì đương nhiên người ta tưởng hơi người ta điên, thành nó bắt buộc có cái đạo để nó hạ cái tưởng xuống. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là đạo trời chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo trời chủ trương chết đi lên thiên đàng sống. Mà muốn lên thiên đàng trước nhất là phải công nhận là Thượng Đế sanh ra loài người, vạn vật, trái đất và càn khôn vũ trụ. Phải sống trong tình thương của Chúa. Chúa sai gì làm mới nấy, đại diện Chúa sai cái gì phải làm mới nấy thì mới lên thiên đàng ở được. Còn nếu mà cãi Chúa thì ổng cho lên. Rồi ở mình muốn đi đâu mình đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là đạo tiên chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo tiên chết thì chết đi lên bồng lai tiên cảnh ở. Cái tiên này nó có hai cái loại. Một loại ở trái đất là ở bồng lai tiên cảnh. Một cái phải về nước tịnh độ. Nước tịnh độ do đó lên nó cũng được thành tiên. Trái đất cũng có tiên mà cõi trời cũng có tiên. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác cho con hỏi là đạo thần chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo thần chủ trương chết thì ta được phong thần. Phong thần lên nó được làm thần. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác cho con hỏi là đạo Phật chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo Phật chủ trương chết 7 con đường đi, 6 con đường luân hồi và 1 con đường trở về Phật giới. Đó, đạo Phật chủ trương. Nếu mà nói đúng là chủ trương đạo Phật tới 13 con đường đi lận, 6 con đường cõi trời và 6 con đường ở trái đất và 1 con đường trở về Phật giới là 13 hoặc là 7. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác cho con hỏi là 6 công thức tu theo pháp môn đạo Phật ạ? Tất cả các đạo đều có công thức hết. Con muốn làm A-la-hán thì phải tu làm sao mà con dẹp hết cái vọng tưởng con, thì con thành người bất động liền, bất động thành A-la-hán. Còn muốn làm giảng sư thì phải học cho thông hai quyển kinh và sách, kinh Bát Nhã Ba La Mật và bộ sách Duy Thức Học, con phải làm giảng sư. Còn nếu mà con muốn làm kỹ sư thì học 12 quyển kinh Đại Thừa thì con sẽ làm là kỹ sư. Còn nếu mà con muốn giảng sanh thì con tụng cái kinh Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang và niệm Phật A Di Đà. Còn con muốn làm thần y thì con lấy những câu thần chú trong kinh Dược Sư, rồi con mấy kinh Dược Sư, rồi kinh Đại Bi, rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con trị bệnh rất hay, nếu con niệm được nó hiển linh thì con trị bệnh rất hay, gọi là thần y. Còn muốn trở về Phật giới dễ ở quải một số công đức chạy về. Duy nhất phải có công đức mới đi được và biết con đường mới về nha. Chứ còn không hai cái này đừng có mong về, đừng có đặc biệt mình về không được, đừng cúng ai hết á. Thà là mình cúng uổng tiền lắm, xách tiền đi chơi tiếp chứ đừng có cúng. Nếu mà các mấy ông thầy mà không cúng được á thì chắc ông Phật cúng hồi đó ông làm cái nghề này rồi. Nhưng mà cúng được tại ông Phật không có làm cái nghề này, ông nói trước. Trái đất này, trái đất nhân quả, quy luật công thức, muốn đi đâu có công thức đấy. Chứ còn không có cúng, không có xin ai được. Và suy nghĩ nè, con muốn đi du lịch Mỹ, 2.000 đô. Con có 1.000, đưa nó 1.000 cái gì. Con thê ông cò lại ông giám đốc công ty du lịch. Lại đi lại tối ngày, ông cười chứ làm sao ông cho đi. Muốn đi phải đúng 2.000 đô đi.
Bởi vì thành ra đạo Phật thì trong ra đời đó cái việc mà cúng tụng nó không có đúng, cúng tụng mà tôi là cái này, cái chuyện đó làm cái chuyện thế gian người ta lừa nhau thôi, chứ làm gì có cái chuyện cúng. Ông Phật ở đâu đây đâu cúng, mà cúng mà ai ai bảo đảm cúng cái này ông giúp tôi được đây, không ai này giáo có cái giấy tờ này. Vì thế mà cũng phải cho hiểu mình tu theo đạo Phật, tu bằng trí tuệ. Thiền tông ra đời để nói cho rõ ràng quy luật vật lý trên trái đất này, chỉ có vậy thôi. Con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là xin bác giảng lý do gì thầy tu theo pháp môn tiểu thừa chê pháp môn thiền tông ạ? Cái thiền tông này là giả sử mình ví dụ giống như đại học đi, cái ông mới học lớp tốt nghiệp lớp năm rồi đó tiểu thừa, thì đương nhiên ông phải chê cái này. Có nghĩa là ở thế gian này anh đã gọi là xấu hay làm tốt, mà dốt hay nói chữ, mới có tu coi ông ra đâu hết mà đi chửi mấy cái ông học cao. Đạo Phật là cái tinh hoa nhân loại mà ông chửi, còn ông ở trong kia ông ngồi mà ông tu tứ niệm xứ, ông tìm bốn xứ để ông kiếm tiền mà ông chửi mấy cái ông giải thoát. Nó bởi vậy thế gian này nó là vậy, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Dốt thì lo dốt đi, mày đặt chửi mấy cái ông cao. Nếu mà đạo Phật thiền tông không phải là tinh hoa nhân loại, tại sao khoa học nó xác nhận đạo Phật là tinh hoa nhân loại, mà tại sao ngồi chửi người ta? Đó vậy, mày thôi cái chuyện thế gian, người thế gian nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là xin bác giảng lý do gì thầy giảng đạo rất hay sao lại cho thiền tông là tà đạo ạ? Bây giờ con thí dụ cho con đi, con giảng đạo rất hay mà con giảng không đúng gì trò trơn á, mà cái ông kia cũng giảng đúng, thì đương nhiên người ta bỏ con, người ta đi qua cái ông kia, thì ông cậu ngồi mình sao buồn quá phải chửi chứ sao vậy? Có nghĩa là ở đây giảng không ăn nhập gì hết á, ông nói rồi chuyện trên trời đó không, mà cái thiền tông là ta nói một ra một, hai ra hai, cái gì ra cái đấy. Ông tức hết người nghe ông ngồi ông chửi, cái đó đương nhiên gọi là thế gian, người thế gian nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp. Dạ xin bác giải cho con biết là xin bác giảng lý do gì thầy cúng và hộ niệm cho thiền tông là ma đạo ạ? Thì cái thiền tông nó ra đời là những thầy cúng thầy tụng cầu sinh nó thất nghiệp thì nó chửi là đương nhiên rồi. Giống như con đang hành cái nghề gì mà ta nói con hành nghề lậu vậy đó, nó chỉ thì con hành nghề lậu thì đương nhiên con phải tức, con chửi người ta thôi. Cái đó thế giới này nó là vậy. Bởi vì cái thiền tông này nó ra đời nó khó lắm. Nó ra đời nó chuẩn hết toàn bộ cái sự hiểu biết con người, không phải đơn giản đâu. Bởi vì nhà khoa học mà nó đã khen cái này rồi, thì cái chuyện mà cúng tụng cầu sinh lại lục hiển linh dẹp đi, chuyện thế gian chứ không phải là cái sự thật đâu. Này là người thế gian lừa với người thế gian thôi, chứ còn bằng sự thật không có, không phải cái đó. Bây giờ nên nhớ là trái đất này là năm loại sống chung, thần người ngã quỷ, ai đủ tư cách mà ăn đồ cúng của mình? Ông thần đâu có chịu ăn đâu, ông thần là ông thiếu gì, còn lẽ giờ mình đi cúng thần người ngã quỷ, mình không lẽ cúng cho mình nấu ra mình ăn, không có cúng ai đó, còn không lẽ mình đi cúng ngã quỷ? Con suy nghĩ đi, cái này là ông Phật dạy căn bản rõ ràng. Trái đất này không có ai trên này hết, chỉ có năm loài sống chung, ngũ thú tập cư. Muốn cúng thì cúng năm cái loài này. Nếu cúng ở đình lục thần mà ta ở đình thì con lại cúng, con lại xin ống gì đó thì đúng. Hoàn toàn cúng Phật không có trên đây. Ông Phật đã nói rồi, Như Lai đã về Phật giới rồi. Trước khi về Phật giới, Như Lai để một cái pháp môn giúp con người giác ngộ và giải thoát, nên nương theo đây mà học, chứ không phải ngồi đó quỳ cúng mà Như Lai đây. Mình tưởng nhớ ổng là một vị Phật mà bằng cái cục xi măng, cái cây gỗ cúng ổng đâu có ăn đâu. Giờ suy nghĩ đi, 12 giờ trưa cúng mà ở Việt Nam mình 17, 18 ngôi chùa nó cúng rồi, ổng đi đâu đây, ổng ăn ở chỗ nào? Nếu có ổng thì thôi mình nấu mình ăn đại, rồi muốn thờ ổng là phải cảm ơn ổng, là muốn lên thiên đàng trên trời ở, ổng có chỉ con đường, mình cúng mình cảm ơn ổng. Còn muốn về Phật giới thì cũng lại ổng, và con cảm ơn Như Lai là để pháp môn này hay quá, con biết con đường về Phật giới. Cúng là giống vậy đó. Nhưng mà cúng nói cho biết vậy, mà cúng ổng là mấy cái trái thôi để mình xuống mình ăn,
chứ đừng có cúng cái đồ trần. Đồ trần là cái loại kia nó vô, là ngạ quỷ nó vô nó ăn, thì thôi đừng có cúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là xin bác giảng lý do gì thầy tu Tịnh Độ nói người phổ biến Thiền Tông là của ma vương ạ? Hồi xưa người ta nói là Tịnh Độ lên đó là thành Phật rồi. Có nhiều người đã lên Tịnh Độ sống bằng tuổi ông Phật Di Đà. Ông không có hiểu cái thế giới vật lý này. Thế giới vật lý này, sống trong thế giới này hoàn toàn nó có tuổi thọ hết. Con người 100 tuổi ít hơn hoặc nhiều hơn. Cõi trời dục giới cũng vậy, 1.000 tuổi ít hơn hoặc nhiều hơn. Cõi Tịnh Độ 10.000 tuổi cũng có khi lên đỉnh ở mới có 500 mà xuống rồi. Vì cái phước mình có nhiêu đó thôi. Thì người ta thấy mình vạch trần cái này người ta chửi mình thôi. Ông Phật nói ra nó còn chửi ông đồ điên mà hướng chi cái chùa Tân Diệu này nó là đúng rồi, nó chửi là đúng, rất đúng, đúng thế giới vật lý này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ.